Xin chào các bạn, mình là Bằng và đây là chiếc laptop G715-7590, mẫu máy mới nhất và cao cấp nhất trong dòng laptop gaming G của Dell vừa ra mắt vào giữa năm nay. Trong lần refresh lại series này, mình thực sự ấn tượng khi Dell đã nâng cấp cho G7 một diện mạo hoàn toàn mới và cho tùy chọn cấu hình khá là đa dạng. Trong video này, mình sẽ đánh giá chi tiết chiếc máy để xem nó có đáng giá hay không các bạn nhé. Và nếu sau khi xem xong video mà các bạn muốn mua ngay một chiếc thì link của Alphard PC bọn mình để ngay dưới phần mô tả các bạn nhé. Trước hết, nói về thiết kế, G7-7590 được nâng cấp toàn diện khi so với 4 mẫu máy tiền nhiệm tính từ Inspiron 15-7566 đến G7-7588. Từ cái nhìn đầu tiên, máy đã mỏng và nhẹ đi đáng kể, dày chỉ 20mm và nặng 2,5kg, giảm kha khá so với thế hệ trước. Không những vậy, viền màn hình được làm mỏng đi đáng kể ở cả ba cạnh khiến máy gọn gàng hơn rất nhiều. Điều này giúp máy lấy lại tính cạnh tranh khi đa số các mẫu laptop gaming khác đã có màn hình viền mỏng từ năm ngoái rồi. Một điểm đáng khen nữa cho G7-7590 đó là dù máy có mỏng và nhẹ đi nhưng chất lượng hoàn thiện lại được gia tăng do các mặt A, C và D của máy đều được làm bằng kim loại cứng cáp. Tổng thể máy hết sức là chắc chắn, độ flex chỉ ở mức tối thiểu. Phần bản lề của máy thay vì làm kiểu liền màn hình như trước, 7590 nay đã đảo ngược lại. Cái phần ở giữa này lại liền với khung máy. Thực tế thì trải nghiệm không có gì khác biệt nhiều, nhưng 7590 cho mình cảm giác đóng mở màn hình chắc chắn hơn một chút, nhất là khi mở từ góc máy ra. Khá là tốt nhưng lại vẫn có điểm yếu là không thể mở bằng một tay được. Một cái thay đổi khá là dễ nhận ra đó là các cổng kết nối thay vì được bố trí ở hai cạnh bên như trước, thì nay các cổng kết nối nguồn, kết nối ra màn hình ngoài được đẩy ra hết phía sau, giúp cái việc đi dây trở nên gọn gàng hơn và thẩm mỹ hơn rất nhiều. Màn hình của G7 năm nay thực sự được Dell chú trọng hơn nhiều. Không chỉ giới hạn ở tần số quét 60Hz như các thế hệ trước, Dell bổ sung thêm tùy chọn hợp lý hơn cho game thủ với màn hình có tấm nền tần số quét cao là 144Hz và 240Hz. Ngoài ra còn có cả tùy chọn màn hình OLED 4K cho những người muốn trải nghiệm cao cấp về màu sắc và độ nét. Model mình đang có ở đây sở hữu tấm nền IPS 144Hz cho trải nghiệm mượt mà. Độ sáng cao trên 300 nit cũng là một điểm mạnh rất lớn. Và thêm vào đó mình cũng tham khảo được cái tấm nền này có độ phủ màu sRGB lên tới 98% và Adobe RGB lên tới 74%. Khá là thích hợp cho những bạn muốn dùng máy để làm các công việc về đồ họa nữa. Về bàn phím, máy cho trải nghiệm gõ tương tự như trên G7-7588, tức là hành trình phím vẫn chưa được sâu, phản hồi không được sướng như trên Alienware hay nhiều mẫu laptop gaming khác đang có mặt trên thị trường. Cải thiện lớn ở đây là việc Dell đã bổ sung tùy chọn đèn nền RGB 4 vùng lên trên chiếc G7 này, điều mà trước đây chỉ có trên các dòng máy Alienware cao cấp. Các hiệu ứng LED được quản lý bằng Alienware Command Center. Đồng thời, G7 cũng sử dụng cái phần mềm này để quản lý chung cho toàn bộ các chế độ hiệu năng, âm thanh, tốc độ quạt, giúp việc quản lý máy trở nên dễ dàng và tinh gọn hơn trước rất nhiều. Phần phía trên của bàn phím ta có một nút nguồn kiêm nhận dạng vân tay được đặt ở chính giữa. Bao ngoài là một dải nhựa bóng với tác dụng để trang trí chứ không có tính năng gì cả. Touchpad của G7-7590 nói riêng và có lẽ là nhiều các dòng laptop gaming khác nói chung thì đều không được chú trọng. Chất liệu chỉ là nhựa nhám và có lẽ sẽ bị bóng đôi chút sau thời gian dài sử dụng. Tuy vậy thì touchpad của máy có kích thước khá là lớn, cho cảm giác sờ sướng, di chuyển chính xác với driver window precision. Các cái phím chuột đều chắc chắn và phản hồi cực kỳ tốt. Do vậy thì mình nghĩ đây là một cái touchpad tốt chứ không tệ. Tiếp đến về phần cấu hình và hiệu năng thì máy làm mình khá là ấn tượng. Mẫu G7-7590 mình đang có ở đây có giá là 46 triệu đồng. Với mức giá này, máy được trang bị CPU i7-9750H, RAM 16GB chạy kênh đôi, card đồ họa RTX 2060, có SSD NVMe 256GB và kèm theo đó là HDD 1TB. Với cấu hình như vậy, máy có thể chơi tốt mọi tựa game với mức thiết lập đồ họa cao nhất. Sau đây là một số điểm benchmark và test game cho các bạn tham khảo. Qua các bài test thì mình thấy hiệu năng của máy khá là bung lụa và cực kỳ ổn định. Cả khi stress test xong suốt 10 phút, xung nhịp CPU luôn giữ ở mức cao là xấp xỉ 3,6GHz cùng với công suất CPU ổn định ở mức 60W. Điều này có được cũng là nhờ hệ thống tản nhiệt của máy tương đối tốt, cùng với việc máy đã được bổ sung thêm hai khe tản nhiệt ở hai cạnh bên. Do vậy, nhiệt độ của CPU luôn được giữ ở mức quanh quẩn hơn 90 độ. Tuy đây không phải là một mức nhiệt độ đáng nể, nhưng mà cũng không phải là quá nóng đến mức không thể chịu đựng được. Có một điểm mà mình thấy chưa ổn đó là cái phần mặt trên ở cái phần bàn phím này cũng tỏa khá là nhiều nhiệt, khiến cái việc đặt tay lên cái khu vực phím WASD hay phần kê tay bên phải không mấy là thoải mái. Quạt của hệ thống tản nhiệt kêu cũng khá ồn, mức cao nhất khoảng 55 dB. Về âm thanh, máy được trang bị hai loa ở cạnh trước, tuy vậy thì âm lượng và chất lượng đều không mấy ấn tượng. Còn điểm mình đánh giá cao đó là công nghệ Nahimic 3 đi kèm cho hiệu quả giả lập âm thanh 7.1 tốt. Nhất là khi chơi game cùng với tai nghe,
Đặc biệt là các cái game FPS thì mình có thể nghe rõ cái phương hướng của đối phương hơn một cách rõ rệt. Máy đi kèm với viên pin 60Wh, đây là một cái mức dung lượng pin không lớn cũng không nhỏ. Khi mình làm các tác vụ văn phòng bao gồm lướt web, soạn thảo văn bản thì máy cho thời lượng pin khoảng 3 tiếng rưỡi ở độ sáng màn hình là 50%. Chế độ hiệu suất Better Performance. Một điểm cộng là tuy cạnh trên khá nhỏ nhưng Dell vẫn nhét vào đây được một cái webcam. Nhưng cái chất lượng webcam này cũng không có gì ấn tượng cả. Vậy kết luận lại, mình nghĩ chiếc máy này khá là đáng giá và đáng để các bạn quan tâm. Thực sự Dell đã làm rất tốt cái dòng G7 trong năm nay. Chiếc máy này có một thiết kế mà mình rất thích, vuông vức và nhã nhặn, không quá hầm hố như các laptop gaming khác. Song nó vẫn mang trong mình một cấu hình khủng với hiệu năng cao, có màn hình chất lượng, khung máy cứng cáp, có thể đáp ứng tốt mọi việc mà các bạn yêu cầu. Vậy thôi, video đánh giá chiếc G7 7590 của mình đến đây là kết thúc. Và nếu các bạn có bất kỳ ý kiến gì hay câu hỏi gì thì hãy comment bên dưới video để cho bọn mình biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.